Nghệ sĩ Lê Bền hôn mê 2 ngày, sức khỏe diễn biến xấu. Tình trạng sức khỏe diễn biến ngày càng xấu của nghệ sĩ Lê Bền khiến công chúng lẫn người thân, đồng nghiệp của anh không khỏi lo lắng trước những tin lượng xấu. Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bền đang diễn biến xấu. Gần đây, tế bào ung thư đã di căn vào tủy khiến anh liệt nửa người, thậm chí phần thân dưới còn bị hoại tử. Mới đây, một đồng nghiệp đã cập nhật tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ. Theo đó, Lê Bền hiện tại vẫn sốt cao và hôn mê tới 2 ngày liền. Trước đó vài ngày, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và nghệ sĩ Trung Dân Nhật Cường cũng đã dành thời gian vào bệnh viện thăm Lê Bền. Theo chia sẻ của Trịnh Kim Chi, phần thân dưới của nam nghệ sĩ đã bị lở loét, ông ăn uống và nói chuyện rất khó khăn. Đến thăm anh mà chỉ dám nói chuyện vui thôi, cũng chỉ muốn nhìn thấy anh cười, không muốn nhìn thấy anh khóc đâu. Vậy mà khi anh nói anh bị lở phần mông lúc nào không hay, vì nguyên từ thắt lưng trở xuống anh không còn cảm giác. Anh cười rồi nghẹn lại, anh cười đó rồi khóc đó. Khi nói đến tình cảm của anh em đồng nghiệp cùng khán giả đều mong anh mạnh khỏe. Cô con gái nuôi thấy tôi và đạo diễn Lê Bảo Trung vào thăm, vội vàng mang ly sữa nói tôi ép anh uống. Vì chỉ khi bạn bè đến thăm anh mới cố gắng ăn uống được nhiều hơn, Trịnh Kim Chi viết. Nữ diễn viên Việt Trinh mới đây cũng đăng tải một dòng trạng thái. Con xin thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật phù hộ cho anh Lê Bền vượt qua được cơn bão bệnh. Sáng nay đọc tin về anh rồi không làm được gì nữa, tay chân rụng rời. Nghệ sĩ Lê Bền sinh năm 1953, ông là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu và màn ảnh miền Nam. Dù chưa từng đóng vai chính, nhưng những vai phụ của Lê Bền luôn được đánh giá cao. Trong hơn 30 năm theo nghề, Lê Bền đã có hơn 200 vai diễn nổi bật trong nhiều phim như Mùa Len Trâu, Đất Phương Nam, Cô Gái Xấu Xí, Có Căn Nhà, Nằm Nghe Nắng Mưa. MC Đại Nghĩa trao 270 triệu giúp nghệ sĩ Lê Bền chữa bệnh. MC Đại Nghĩa đại diện các mạnh thường quân đã đến bệnh viện gửi 270 triệu đồng cho nghệ sĩ Lê Bền có thêm kinh phí điều trị bệnh. Trưa ngày 5 tháng 4, MC Đại Nghĩa vào bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh, nơi nghệ sĩ Lê Bền đang điều trị bệnh để hỏi thăm sức khỏe và gửi tặng số tiền hơn 270 triệu đồng. Đây là số tiền MC Đại Nghĩa kêu gọi đồng nghiệp và các mạnh thường quân chia sẻ đóng góp để nghệ sĩ Lê Bền có thêm kinh phí điều trị bệnh. Chia sẻ tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bền, MC Đại Nghĩa cho biết, ngồi trò chuyện với chú cũng khá lâu, thấy chú vẫn còn giữ được tinh thần lạc quan và sự mạnh mẽ. Hỏi chú trong này thế nào, chú nói mọi người ở đây đồng cảnh ngộ nên cũng yêu thương nhau, biết chú là nghệ sĩ nên quan tâm chú lắm. MC Đại Nghĩa cũng động viên nghệ sĩ Lê Bền cố gắng giữ gìn sức khỏe và lạc quan để điều trị bệnh bởi mọi người yêu thương chú, gửi những lời động viên đến chú rất nhiều. MC Đại Nghĩa kể về những số tiền mà anh em nhận được từ sự đóng góp của mọi người mà trong đó có những khoản tiền 10.000 đồng, 20.000 đồng, 30.000 đồng, 50.000 đồng. Tuy là số tiền nhỏ nhưng thật trân trọng vô cùng vì tình cảm của khán giả thì không thể đong đếm bằng tiền được. Khi nghe Đại Nghĩa nói về những nghĩa cử và tình cảm khán giả dành cho mình, nghệ sĩ Lê Bền rất xúc động. MC Đại Nghĩa nói thêm, đây là số tiền đợt 1 anh gửi cho nghệ sĩ Lê Bền và hết một tuần anh sẽ mang vào cho chú một lần nữa. Trước đó MC Đại Nghĩa chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng bệnh tật của nghệ sĩ Lê Bền và kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ ông và sẽ nhận quyên góp trong vòng một tuần lễ bắt đầu từ ngày 4 tháng 4. Nghệ sĩ Lê Bền tiếp nhận điều trị bệnh ung thư phổi từ giữa năm 2018. Sau một thời gian điều trị bệnh, hiện tại sức khỏe của ông có dấu hiệu xấu hơn. Mới đây, một khán giả đến thăm và cho biết nghệ sĩ Lê Bền đã bị liệt nửa người và hai chân bị sưng phù do căn bệnh ung thư đang phát triển. Hiện ông vẫn giữ tinh thần lạc quan và cố gắng điều trị bệnh theo phác đồ của bác sĩ tại bệnh viện. Tiết lộ bản hợp đồng để Trương Hồ Phương Nga đồng ý trở lại sân diễn. Sự trở lại của Trương Hồ Phương Nga trong sự diễn của nhà thiết kế Đức Vinci đã gây bất ngờ đối với khán giả. Chia sẻ với báo Tổ quốc, nhà thiết kế Tam Mất đã tiết lộ bản hợp đồng và những yêu cầu đặc biệt để lấy lại được cái gật đầu tham gia. Trong show thời trang của mình, nhà thiết kế Đức Vinci bất ngờ mời hai gương mặt đặc biệt của showbiz là Trương Hồ Phương Nga và diễn viên Mai Phương. Đây cũng là một trong những dịp hiếm hoi mà cả hai xuất hiện trong show diễn thời trang. Nếu như diễn viên Mai Phương đang nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả bởi bệnh nặng nhưng vẫn lạc quan vượt qua số phận và cống hiến với nghề, thì Trương Hồ Phương Nga lại thuyết phục được mọi người bởi tự giải thoát cho chính mình sau vụ lùm xùm Nga-Mỹ.
Nhà thiết kế Đức Vinci giới thiệu nội dung về bộ sưu tập của mình tại tuần lễ thời trang Việt Nam 2019 bằng lời lẽ ý nghĩa. Nó như cách tạo động lực thôi thúc cách nhìn nhân văn của con người với những biến cố lầm lỗi của tuổi trẻ. Về ý nghĩa này, anh chọn Mai Phương, cô gái bước qua nghịch cảnh cuộc đời để tự tin hướng về phía trước mở màn. Riêng Phương Nga là hình ảnh những cô gái mạnh mẽ làm chủ cuộc đời sau một lần vấp ngã kết xô. Câu chuyện của hai cô gái trẻ lồng ghép vào thông điệp bộ sưu tập tạo dấu ấn đặc biệt cho nhà thiết kế trong lần ra mắt mùa hè bắc tặng lần này. Mai Phương đến trình diễn trong tâm thế háo hức lẫn hồi hộp. Trước một ngày show diễn ra, tình trạng sức khỏe của cô không ổn định khiến ekip rất lo lắng. Thế nhưng, bằng sự động viên của gia đình và đàn chị Ốc Thanh Vân, Mai Phương sẵn sàng mang câu chuyện nghị lực cá nhân lên sàn diễn. Trước 10 tiếng show diễn diễn ra, tôi thở phào nhẹ nhõm khi Mai Phương tỏ ra sung sức. Tuy nhiên, để đề phòng mọi bất trắc, ekip quyết định thuê khách sạn kế bên nhà thi đấu Nguyễn Du để Mai Phương nghỉ ngơi, mất cốp. Nữ diễn viên chỉ vào sau hậu trường khoảng 15 phút để thay đồ. Khi nhìn thấy sự hồi hộp của Mai Phương, tim tôi nghẹn lại, khoảnh khắc từng bước chân nhẹ nhàng, thân hình nhỏ nhắn của Mai Phương lướt trên đường băng, lần nữa tôi nghẹn ngào, ít ra tôi đã mang đến một kỷ niệm đẹp cho Mai Phương trong thời điểm này, Đức Vinci bày tỏ. Ngay sau show diễn, Mai Phương vào hậu trường và òa khóc, giọt nước mắt xúc động của nữ diễn viên làm dàn mẫu có mặt không khỏi bùi ngùi. Nếu Mai Phương là câu chuyện của cô gái nhỏ nhắn vượt lên nghịch cảnh thì Phương Nga hoàn toàn ngược lại. Nga làm chủ cuộc đời mình, ngay cả chi tiết nhỏ nhất. Khi gửi lời mời đến Phương Nga, chúng tôi chuẩn bị bản vẽ trang phục, hợp đồng làm việc 2 trang A4 để thỏa thuận những điều khoản chung, riêng. Ảnh sâu trong cô gái này là sự mạnh mẽ, chuyên nghiệp, đâu ra đó rất rõ ràng. Chúng tôi gặp nhau tại show riêng dành 2 tiếng nói về bản hợp đồng, thử trang phục. Ngoài ra, Nga là người mẫu duy nhất trong dàn người đẹp yêu cầu có nhạc trước để tập luyện, Đức Vinci chia sẻ. Sau lần trở lại sàn diễn, Phương Nga thổ lộ cô hạnh phúc vì tình yêu của khán giả, đồng nghiệp. Khi bước ra sân khấu, tôi rất cảm động khi mọi người quan tâm đến mình. Nhìn xuống phía khán đài, tôi thấy vài người quen vẫy mình, trong đó có chị Kinny Thái Tài, chị ấy gọi tôi khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi không thấy lo lắng việc khán giả có đón nhận hay không vì hồi tháng 3 vừa qua tôi có tham gia một show ở Hà Nội. Khi đến đó, tôi nhận được nhiều lời động viên từ các anh chị báo chí, truyền thông, khán giả, nên tôi lo lắng cho chất lượng biểu diễn của mình nhiều hơn, Phương Nga tâm sự. Đức Vinci chia sẻ, sau show diễn, cách nhìn của anh về Phương Nga đã khác. Cô đến đúng giờ, tận tâm tập luyện và ý thức rõ điều mình cần làm sau thời gian dài trở lại. Sai lầm tuổi trẻ có thể làm con người ta mất một vài thứ, nhưng một khi nghị lực đi kèm lòng quyết tâm thì hào quang trở lại trong một ngày không xa, Đức Vinci chia sẻ cùng Phương Nga sau lần hợp tác đầu tiên. Mai Phương bất ngờ vào viện cấp cứu giữa đêm khiến chân tình lo lắng. Thông tin nữ diễn viên Mai Phương bất ngờ nhập viện cấp cứu giữa đêm đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng, hoang mang. Mai Phương đang trong giai đoạn chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối nên mọi động thái của cô đều được quan tâm và theo dõi. Tối qua, khi diễn viên bất ngờ cập nhật trạng thái vào bệnh viện cấp cứu giữa đêm khiến bạn bè đồng nghiệp vô cùng lo lắng. Theo đó, nữ diễn viên Mai Phương viết: "Cảm ơn bác sĩ trực cấp cứu của bệnh viện Vinmec tối nay rất lịch sự và tận tình." Động thái của cô khiến dân mạng rất hoang mang và lo lắng, mọi người lập tức comment hỏi han tình hình. Không ít người nghĩ rằng bệnh tình của Mai Phương trở nặng, phải nhập viện để cấp cứu lúc giữa đêm. Trước sự lo lắng của mọi người, mới đây Mai Phương đã lên tiếng giải thích về sự việc. Cô cho biết sở dĩ phải đi cấp cứu là vì con gái Lavi bị đau lỗ tai. Nữ diễn viên gửi lời xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Bên cạnh đó, Mai Phương cũng khẳng định mình không sao để người thân và bạn bè yên tâm. Mai Phương sinh năm 1985, năm 2006, cô tốt nghiệp khoa kịch nói thuộc Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, cô tham gia sân khấu kịch Phú Nhuận và diễn các vở Người vợ ma, Nhiệm vụ bắt khả thi. Cô từng góp sức ở nhiều phim như Những thiên thần áo trắng, Trai nhảy. Tháng 8 năm 2018, thông tin nữ diễn viên bị ung thư phổi giai đoạn cuối nhận được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Mai Phương đã tiến triển rất tốt. Cô từng cho biết, về tình hình sức khỏe của tôi hiện tại, tôi vẫn đang điều trị và cố gắng từng ngày để chống chọi bệnh tật. Vì vẫn đang điều trị nên tôi chưa nói trước được điều gì. Bác sĩ cũng chưa trả lời tôi là đã khỏi bệnh, nên không nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra, tôi chỉ biết cố gắng từng ngày. Tôi chưa biết đây có phải thử thách lớn nhất của mình hay không, vì cuộc đời thì phải có thử thách và giông bão.
có thể sẽ có những chuyện xấu hơn mà mình không biết được. Cá nhân tôi luôn nghĩ rằng những gì đến thì tôi sẽ đón nhận, tôi sẽ luôn làm sao để tâm trạng suy nghĩ của mình được ở mức lạc quan, vui vẻ nhất.